Tử vi tuổi Dậu tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, bàn về cuộc đời của gia chủ tuổi Dậu thì có rất nhiều trầm lặng và chỉ sôi động từng lúc. Suốt cuộc sống của họ rất ít khi có được những giây phút nghỉ ngơi về tinh thần. Hoàn cảnh làm cho cuộc đời cũng có nhiều điều khổ tâm, họ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có được cuộc sống đầy đủ. Trong tháng 12 này, gia chủ tuổi Dậu có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết được chi tiết cụ thể. Quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dậu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch nhưng gia chủ tuổi Dậu sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 12, tức ngày 19 tháng 1 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 và Quý Dậu sinh năm 1993. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 12, tức ngày 31 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 và Ất Dậu sinh năm 1945. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 12, tức ngày 20 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ tổng quan tử vi tuổi Dậu. Thứ nhất, sự nghiệp. Bước sang tháng 12 âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của con giáp tuổi Dậu khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực hay nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm cuối năm này, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đặt ra từ trước. Với sự thông minh và tài hoa của bản mệnh, bạn có thể bình tĩnh, khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, khiến mọi người đều thán phục. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, mặt tài lộc. Tài lộc của bản mệnh ở mức bình ổn dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Tam hợp thúc đẩy khiến mọi người đều tiến triển nhanh chóng, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả dù không phải cố gắng quá nhiều. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết.
Tháng này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào nhiều việc, trong đó có cả sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Dự đoán về tình duyên của tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch cho thấy đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đang kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Khi tam hợp xuất hiện cũng là cơ hội cao để người tuổi Dậu đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy trong các buổi giao lưu, hội nhóm. Để chuyện tình duyên san sẻ, hạnh phúc may mắn, thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Đây là vật phẩm hộ thân, kích hoạt tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình, thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Thứ tư, mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Để giúp các gia chủ yên tâm, khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi Dậu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình không quá tốt đối với gia chủ Đinh Dậu. Ở độ tuổi này, điều mà gia chủ cần quan tâm nhất là sức khỏe. Mọi công việc nên gạt sang một bên. Tháng này, bạn sẽ có tin vui từ con cháu, có thể có tiệc hỉ của con cháu. Thầy Gia Cát khuyên người tuổi Đinh Dậu luôn mang bên mình vòng tay tam giác khai vận, tị, dậu, sửu để đem lại may mắn về sức khỏe, kỵ tà, hóa sát. Thứ hai, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Bước sang tháng 12 âm lịch, người sinh năm Kỷ Dậu gặp khá nhiều may mắn. Chỉ cần cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ thu được kết quả đáng mừng. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, quý gia chủ cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Khuyên gia chủ tuổi Kỷ Dậu luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ ba, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Trong tháng 12 âm lịch, vận thế của người tuổi Tân Dậu không mấy tốt đẹp, sẽ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người khác, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa, vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang trái. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Bên cạnh đó, người tuổi Tân Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, tị, dậu, sửu để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Vận thế của người tuổi Quý Dậu có những bước phát triển tích cực trong tháng 12 âm lịch, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng, ỉ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Tuổi Quý Dậu tháng này cũng gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh. Tháng này chuyện tình duyên không có nhiều khởi sắc nên bản mệnh cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, gỗ huyền long, tị, dậu, sửu để tăng cường vận khí, giúp chuyện tình duyên hành thông thuận lợi.
Thứ năm, tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Bước sang tháng này, những người sinh năm Ất Dậu bước vào giai đoạn dậy thì. Đặc điểm của thiếu niên giai đoạn này là hay mơ mộng, hay suy nghĩ, muốn khẳng định cái tôi của bản thân nên dễ sinh ra tâm lý đối nghịch với cha mẹ và thầy cô. Người ở độ tuổi này có cảm xúc thay đổi thất thường, hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí có dấu hiệu đi xuống. Vì thế, người lớn cần hết sức chú ý đến những thay đổi về thể chất và tâm hồn của con cái, nên dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự, phân tích, hướng con tới những suy nghĩ đúng đắn. Tuy nhiên, nên tránh việc áp đặt con theo suy nghĩ của mình gây ra áp lực và phản tác dụng. Ngoài ra, tuổi Ất Dậu tháng này cần hết sức chú ý tới việc học hành, thi cử. Việc bạn chênh màng một chút cũng có thể kéo theo những hệ lụy không đáng có, ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai. Để may mắn thành công trong con đường khoa cử học tập, các anh chị nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để tăng thêm may mắn, học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Dậu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!